em, chị đi sang nhà đốc tôi khỏe nè. Chị Ốc chỉ cho em biết con cóc là con như thế nào vậy trời? À, con cóc hả? Ai mà không biết. Thì nó có bốn chân, da nó xù xì, gai góc. Da xù xì, có bốn chân. Rồi, em biết rồi. Cảm ơn chị Ốc nha. Ê, ủa mà em hỏi làm chi vậy? Rồi, bay mất tiêu luôn rồi. Con mưa đau quá trời nè. Chết đi con cóc xấu xí kia. Thì ra là con chim đáng ghét ném đá mình. Ê ngũ sắc, mắc mớ gì mà ném đá ta hả? Đồ cóc xấu xí. Không gì chứ, ta là cá sấu mà. Chết rồi, nhầm rồi. Cá sấu. Chết tao khỏe ơi, cứu con, cứu con. Ủa, chị Ốc ở đây luôn. Chuyện gì mà lại kêu cứu như vậy hả? Con lỡ tay gây sự với cá sấu rồi. Trời ơi, sao em gan vậy? Em dám gây sự, dám kiếm chuyện với cá sấu luôn á hả, chim ngũ sắc? Thì đó, chị Ốc nói con cóc có bốn chân, có da xù xì xấu xí nên em... À, thì ra là em tưởng cá sấu là cóc đúng không? Ủa, nhưng mà em kiếm cóc làm chi? Em nghe nói cóc rất là gan dạ, lá gan rất tốt, nên muốn tìm để hỏi cách nào mà có lá gan tốt, không bệnh tật vậy. Hey, cóc gan dạ chỉ là truyền thuyết thôi, chứ đâu phải thật. Nên con muốn có lá gan tốt, thì con phải thường xuyên bổ sung thực phẩm tốt cho gan là được. Vậy để con đi tìm thực phẩm tốt đây. Ủa mà Dr. Khỏe nói thực phẩm tốt cho gan là thực phẩm nào vậy Dr. Khỏe? Sẵn nói cho Ốc với khán giả biết đi. Rất nhiều thực phẩm tốt cho gan như là lá trà xanh nè, cà rốt nè, các loại rau cải, củ dền, tỏi, cà phê. Khoan 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 khoan, Đúng tôi khỏe mới nói gì? Cà phê mà tốt cho gan hả? Có thiệt không vậy? Ủa? Ai? Ai nghi ngờ về giá trị của em vậy? Là chị Ốc nè, tại vì chị Ốc nghe nói cà phê mà tốt cho gan là thấy nó sai sai thì sao á. Cà phê mình uống nhiều quá là mình không ngủ được, mình thức khuya rồi hại gan, chứ sao tốt được. À, vậy là Ốc Thanh Dân không biết rồi. Cà phê giúp giảm nguy cơ xơ gan, phòng ngừa gan nhiễm mỡ, giảm tỷ lệ phát triển ung thư gan, giảm nguy cơ tử vong ở những người viêm gan mãn tính đó Ốc Thanh Dân. Nhưng mà Đốc Tôi Khỏe phải giải thích đi, tại sao cà phê lại tốt cho gan, chứ nói chung chung vậy Ốc thấy không có thuyết phục. Vì em có khả năng ngăn ngừa tích tụ chất béo và collagen trong gan. Dấu hiệu cảnh cáo sức khỏe của gan đang gặp vấn đề đó chị. À, cà phê cũng có tác dụng làm giảm viêm và tăng hàm lượng glutathione, một chất chống oxy hóa trong cơ thể, được tăng lên đáng kể, giúp trung hòa các gốc tự do, tăng cường sức khỏe cho cơ thể nữa. Wow, bây giờ Ốc mới biết thông tin này đó nha. Hồi nào tới giờ Ốc mê cà phê lắm á, nhưng mà họ nghĩ nó hại gan, thành ra cũng hạn chế lắm, không có dám uống nhiều. Uống một lượng vừa phải với khả năng của mỗi người, và đừng uống vào chiều, tối thì ngủ tốt tuần tuột chứ có sao đâu chị. Nếu vậy thì từ nay trở đi mỗi ngày Ốc sẽ uống một tách cà phê để tốt cho gan nè, bảo vệ hệ tim mạch nữa. Hen cà phê hen. Ủa cà phê đâu rồi? Cà phê đâu rồi? Mới đây mà. Cứu cà phê với. Kìa, Đốc Tôi Khỏe ơi, chim ngũ sắc tha cà phê đi rồi kìa. Mình mau đuổi theo cứu cà phê kìa. Chim ngũ sắc. Ngũ sắc, trả cà phê lại đây. Ngũ sắc.